này chạy Ui ui Wow wow Con này to con này to Ui dồi ôi Ui con này to con này to anh em ơi Ui dồi ôi Con gì vậy To to Wow Trời ơi Trời ơi To quá to quá anh em ơi Nó đang thẳng trong đây rồi Ui To quá to quá to quá anh ơi má gì con gì vậy? À, vâng hello và xin chào long chào anh em đã quay trở lại với phương thảo phát sinh nhé. thì hôm nay có rất nhiều anh em thắc mắc với em tại sao là mình đánh cá ở sông nó rất nhiều thế này. thứ hai là sông ở chỗ em không có kích hay là không đánh nữa hay sao. thì hôm nay là giải đáp anh em một số thắc mắc đã nhé hôm nay thì ra cũng đi đục lỗ để đánh ổ đấy nhưng mà trước khi vào đánh thì em cũng làm một video để giải thích cho anh em biết nhé. Đây đây là địa điểm bây giờ em chuẩn bị ra đồ đánh các bác ạ. À, thì à, các bác thấy những video của em đăng vừa rồi Tại sao các bác bảo sao mà đánh toàn cá to thế, mà đánh được nhiều thế? Thế thì thực ra là nó có nhiều cái bí kíp anh em. ạ Phần mồi nó chỉ là một phần thôi. Đấy anh em đi câu thì thừa biết mồi chỉ là một phần này. À, thứ hai nó phải là chọn được địa hình này. Để chọn được địa hình đánh vào. và điểm nào đánh thì là mới được cá và chỗ anh em bây giờ nó đang gặp cái tình trạng là người ta đi kích này người ta kéo lưới này rất là nhiều thì ta là anh em cứ gặp phát là chán là không đánh được nhưng thực ra uh, kích mới lại lưới nó không quan trọng đâu anh em ạ như em đánh thì kể gặp mấy ông đấy em kệ không để ý mấy ông đánh vẫn đến hàng bình thường đấy thì nó phải là phụ thuộc vào cái vị thế mình chọn đó các bạn ạ ở đây anh em nhé đây em quay các bác xem ở đây nhá thì cái cái tạc của ngoài ngoài này hầu như đều có lò hết các bác nhá hầu như đều có lờ hết và lưới các bác nhìn này những cái đây mà rung rung anh em xem đấy, những cái cột răng trắng trắng này lưới nó răng đầy các bác ạ. đấy nhưng mà đánh vẫn là được cá chứ không phải không được đâu mà cá ở chỗ này rất là to đấy đây là nó ở sông giá hình cá rất là to nhưng mà làm sao mà đánh được cá thì anh em biết đấy, bây giờ ngoài mặt nước kia rất là trắng băng Đấy, ngoài nó rất là sâu đánh lục sao bờ thì em nói thật sự các bác nếu đánh lục sao bờ nhé các bác có xả ổ xả nó năm bảy cân mồi ra nó tụt hết luôn đấy nó toàn bùn non mà bùn loãng đấy đấy thì ra là mình đánh thứ nhất là nên đánh ở chỗ gần gần bờ đấy các bác đánh ở gần thôi thì mình xả thì nó mới mồi nó mới tụ lại được này đấy cá nó mới bô vào nhiều còn đánh xa bờ mà đánh hẳn thì bác phải nuôi ổ rất là lâu có khi nuôi hàng nửa tháng rồi bắt đầu mồi phải xả thật nhiều vào đấy thì là mới đánh mới lên hàng được đấy đặc biệt ở ngoài sông thì nó là như vậy đấy các bác ạ ờ, và những cái video vừa rồi em lên thì các bác thấy em toàn đánh ở, ở, ở thìa chân bèo đấy có những cái lỗ như này anh em nhé thì các bác cứ đục một cái lỗ nó ở chân bèo đúng không ạ bởi vì sao bởi vì những cái, cái 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 mùa lạnh này đấy cá bắt đầu nó chỉ vào bèo nó rút một là nó làm nó làm ổ đấy sâu hẳn hai là vào bèo nó nó, nó chú nhưng mà nếu mà nó làm ổ dưới sâu hẳn đấy kia đấy các bạn thì nó lại thỉnh thoảng nó phải ngoi nó thở mà đấy nó phải ngoi nó thở thông thường à con cá cái mùa mùa, mùa này thì nó hay vào đây nó chú các bạn này vào trong ổ bèo nó chú đấy để em quay anh em các bạn video mà em giật được cá lên nhé hôm đấy là cá không ăn mồi luôn đấy nhưng mà nó kiểu ở trong cái ổ bèo này nó dày đặc mà mình đùng một cái lỗ lên thế bắt đầu là nó ngoi nó thở anh em ạ đấy nó ngoi nó thở nhé thế là mình uh, giật được cá đặc biệt là những chỗ nào bèo nó thật là dày các bác cứ đủ cái lỗ thì tất cả những con cá ở mạng khác nó đều bơi cái lỗ ấy kiểu như là lúc ấy là nó có một cái ánh sáng mà một cái luồng ánh sáng nó xuống là bắt đầu nó theo luồng ánh sáng nó bắt đầu nó lên là nó thở thế là anh em ra được thôi đấy thế còn lúc đấy mồi mẹ không quan trọng nữa rồi mồi đấy không quan trọng anh em ạ cái chỗ mà có bèo thì mồi không quan trọng lắm đâu thế đôi khi là nó cứ đến nó thở nó chết thôi không phải ăn mồi mà nó vẫn chết như bình thường đây đây tôi gần đến cái phanh em này các bạn ơi hai con to to chưa cái con đèn cái to nhất kìa Ui ừ, nó đẻ cho phát nhỉ cái nào hôm nay mà đào cái lỗ nhỏ nhỏ hay quá các bạn này đào lỗ hơi to đào cái lỗ nhỏ nó chỉ thò đúng cái lỗ đấy giờ thì đẹp quá đấy 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 nắp phao nó vào nó đi gần phao đang đi gần phao nó đi gần phao nha ạ đây rồi móc luôn Ủa. đây rồi móc luôn úi trời ơi con này ăn móc luôn mọi người các bác ạ à. đây rồi úi ơi <laughs> có các bác có nhìn thấy không? Còn nó, nó đi gần gần, gần nữa không úi trời ơi qua có nhìn nước ngoài nó đi gần nữa không về chưa? Này. Này, cái này đi đấy là đối với lại là thời tiết nó lạnh ở cái miền bắc này, còn đâu kể cả anh em ở trong nam trời nó ấm áp hay là hay có nóng bức thì nóng thì cá nó cũng rút vô trong đây mà. bên thứ hai là bên ngoài ấy, bắt đầu là nó có đồ ăn đâu anh em nhìn nhé, bên ngoài ấy, đáy thì cá chỉ có đồ ăn thôi. nhưng con chấm con chép ấy, các bác cứ để ý những cái cọng bèo gì ấy thì nó thường vào bắt đầu nó kiểu như là nó rút bèo ấy, nó ăn ăn bèo mà đấy ở trong đây nó có đấy vừa nói trong cá đập được tôi nhảy đập, đập, đập cũng quá đấy thì trong đây nó có nguồn phù du nhiều này bèo này rau muống này anh em những cái cọng rau muống đây các bác đấy là những cộng rong muống bên ngoài nhá thì không bao giờ có thể vươn ra được ngoài nếu mà không có bèo của vươn trước đấy những ngọn này khi mà nó cứ vươn ra phát là chấm cái chép màu nó đập mất nó nó ngọn ngay đấy có nhìn những ngọn rau muống bên ngoài chưa nghĩa là cứ bèo lan tới đâu thì là rau muống có thể lan theo được chứ mà thằng rong muốn một ăn trước là cá ăn mất ngay đúng không các bác đấy thành ra là cá nó sẽ có xu hướng ấy, là nó vào trong chân bèo này nó kiếm ăn là nhiều hơn đấy thành ra là anh em đánh nó dễ được hơn khi mà nó đang cơ nảng vàng gần đây rồi thì mình xảo cái nó vào thì mình đánh thì nó ok được đúng không các bác Đấy, phải là con con cá bắt đầu nó bơi gần đến đây nó, nó nó gần ở khu vực này thì mình đánh là nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc là cái bản nước nó mênh ở kia anh em cứ xả mồi không bắt đầu đợi chờ nó cá vào thì đường cá vào nó sẽ rất là thừa rất là ít nên là câu nó hay món ở chỗ đấy. đấy các bác thấy bản thân em mới đánh gần đây em toàn đánh ở ổ bèo đi bởi đánh ngày nào nó thật sự anh em nó cũng lên nhiều cá mà toàn hàng to thôi các bác xem video thì biết đấy với lại anh em đánh ở cái địa hình nào mà người ta đi kích ấy tôi kích nhiều đi cá cá nó sợ thì các bác yên tâm là cứ đánh ở chỗ nào ấy nó có bèo nó bảo vệ đấy thì cá chắc chắn là khi nó cặp kích nó, nó chui lấy ngay mà các ông đánh kích thì những chỗ bèo dày này các ông không dí được dí vào nó chạy ông đây bắt nào được là ông toàn đánh ở ngoài thôi hoặc là những chỗ nào bèo nó thật là mỏng đấy thật là mỏng thì người ta dí kích người ta mới bắt được còn những chỗ bèo dày thế này nhá nhìn nó chán này chắc chắn nó không bắt được mình chỉ để đánh kích bên ngoài thôi thì cá sẽ rút hết trong đây đấy thì anh em cứ nên nhớ nhá không sợ kích anh em cứ đánh ở chỗ nào mà nó có bèo nhiều đấy thì bác cứ đục cái, cái lỗ đấy, xong các bác xào ồ xuống nó ăn hay không kệ nó kể cả cái mồi của mình nó không ra gì nhá cái mồi của mình nó không ra gì cả cá nó vào nó chỉ đôi khi nó chỉ ngửi mùi phát là mình giật nục nào cũng chết rồi các mà hoặc là nó đến nó chỉ thở thôi đấy anh em mình có video đánh nó chỉ ngôi, nó chỉ ngoi nó thở thôi mình mình giật còn chết cơ mà đấy đặc biệt là nhất là anh em mà đánh lục thì thì tỷ lệ mình được cá nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với đánh đài đấy các bác thấy video của em nó vào thì cá nó chỉ vào nó có ăn mồi đâu không ăn mồi mà mình giật vẫn được và toàn hàng to thôi đấy bản thân em nói thật sự các bác là em quay video đấy thì ra là em quá trình bấm máy còn bị lỡ rất là nhiều các bác ạ chứ còn nếu mà không quay video nhé có nghĩa là cứ nhìn thấy giật ngay thì cái lượng cá của em lên nó phải cấp 3 bốn lần như thế nữa mặc dù là kiểu như là mình quay video thì là cái lúc cá nó đẻ nó bị nhỡ nhịp mình phải bấm máy mà nó nhỡ mất mất vài nhịp thành ra là là nó bị lỡ mất khá khá đấy các bạn nó nỡ, nỡ rất rất nhiều cá luôn cái lúc mình bấm máy rồi thì nó lại không cắn nó lại không không đi đi vào nữa bởi vì con cá nó đến nó thở chỉ đi đến một phát xong bắt đầu là nó đi ngay mà thế lúc mình lại bấm máy thì thành ra là nó không kịp nữa Đó. ở những cái cái nưu bực địa, địa, hình nó mà đẹp như thế này thì anh em cứ đục một cái lỗ lên như bây giờ, bây giờ như của em thì em sẽ đục một lỗ em đánh ở góc này luôn đấy thế đục một cái lỗ cái cá kia nó cứ chui vào đây là mình đánh ở trong này cái cá nó cứ vào nó thở nên là nó vẫn dính như bình thường đây đánh ở những cái cái, cái cái địa hình như thế này thì con cá nó đa phần nó sẽ vào đây nó dựa anh em ạ một là anh em đánh ở những chỗ bèo này thứ hai là mùa này anh em sẽ đánh ở những cái đầu cống ấy. đầu cống mà nước nó thường xuyên chảy ra chảy vào ấy thì là cá nó cũng hay tụ ở những nơi như thế chỉ đánh nó mới hiệu quả được Chứ anh em mà cứ ra những cái chỗ mà mà mặt nước trắng băng cứ ngồi chờ thì tỷ lệ món rất là cao may mắn thì được một hai con thôi đấy nó gọi là may mắn còn đâu là để mà được nhiều cá hẳn ấy thì là những nơi như thế này nó rất là khó đánh bình thường như em em chỉ chơi một là ổ bèo hai là đầu cống Đấy, mà thực thực tế ra là em toàn đánh ở trong bèo là nhiều để trong bèo thì cá nó vào nó trú nhiều mà đánh dễ được đây anh em này anh em cần đục một cái lỗ nhỏ nhỏ này nhá đục cái lỗ nhỏ nhỏ này xong bắt đầu là mình xào thả lưỡi đôi khi mình chả xào thả lưỡi không thì cá nó dính như bình thường mà nó vào tất cả những cá ở đây nó sẽ bơi vào nó thở đó tình trạng à, gần đây thì anh em ở miền bắc là thấy cái tình trạng là cá nó vào ấy nó chỉ để nhấp mồi đánh phao đài ấy thì các bác thì chỉ thấy nó nhấp phát xong rồi thôi đấy nhưng mà Đối với đánh lục thì các bác chỉ cần mỗi phát nhấp vậy là một phát giật rồi là đóng cá ngay Đánh lục cũng rất là sướng, rất là nhanh, đặc biệt đánh đánh lỗ ở trong cái ổ này các bác ạ Cá chỉ cần nhấp phát giật cái dính ngay Còn anh em đánh đài thì phải đợi nó kéo đúng không? Thì nó chỉ nhấp nhấp cái xong lại đi, cứ nhấp nhấp lại đi, ăn rất là khó chịu Kiểu như cá mà lạnh này nó rất kén ăn Ăn rất là khó chịu thành ra là các bác không giật được cá Không như lục bọn em Lục bọn em thì chỉ cần mỗi phát nhấp vậy thì là lên hàng ngay Thế anh em đánh tài mà cứ tưởng tượng mỗi phát nhấp mà các bác được buồn cá thì là chứng tỏ là một ngày hôm đấy các bác được nhấp bao nhiêu phát thì chứng tỏ chỗ trong chỗ bác có nhiều cá ấy, thì mới ít đâu cái quan trọng là có giật được không giật được không hay thôi đây kìa anh em kìa Nên đang chờ thuyền đánh lưới kìa Các có nhìn nhá thuyền đang đánh lưới đấy nhưng mà không ảnh hưởng gì em câu đây không không sợ cá vẫn lên bình thường mà đó đây em vừa đục thêm một cái lỗ đây cái lỗ này em phải để căn mực nước mà cái này thì em để đánh năng c kéo cá vào thôi anh em ạ đấy chỗ này kéo cá vào, mà kẻ đánh lục luôn ở chỗ này vẫn ổn rất ok đấy, nó cần trong chân bèo mà, đấy em vừa cái cá đã vào theo đớp rồi, đã có tâm luôn rồi. rồi video của em đến đây là kết thúc các bác ạ, bằng cái kinh nghiệm này những cái gì mình biết mình uh, trải nghiệm đấy thì muốn chia sẻ với anh em uh, một số kinh nghiệm để anh em nên được uh, nhiều hàng nhé đó, biết gì bảo lấy. Để các bác thấy video hay hãy like, share ủng hộ nhiệt tình nha. Anh em nào có những ý kiến, cái kinh nghiệm gì đóng góp thì hãy bình luận ở bên dưới video nhé. Úi giời, thấy nhìn này. Cá Phật rất là căng. Sông giá chỗ em thì cá nó nhiều lắm. Mà nước rất là sâu. Nhưng mà các ông kể là kia, đánh lưới hay là có nạo vét chát thì cũng chẳng bao giờ hết được. Đấy các bác nhìn, ôi có to luôn. Các bác có nhìn vừa nó quẫy giờ Hàng to luôn đấy. Tầm này nên chắc chỉ có chát nó đập là, 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 là nhiều rồi. đánh lưới chán thì cũng không bao giờ hết được các bác ạ. Rồi nhá, chúc các bác lên được nhiều hàng với kinh nghiệm em chia sẻ nhá.